Chưa bao giờ trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Lionel Messi đưa ra những lời lẽ có hàm ý tiêu cực và hạ thấp những đối thủ của anh. Bởi vậy trong giới cầu thủ, huyền thoại người Argentina luôn được tất cả những ngôi sao khác yêu mến và kính nể. Họ kính nể Messi không chỉ bởi những điều phi thường mà anh đã tạo nên cho lịch sử túc cầu, mà còn bởi Messi mang nhân cách của một người đàn ông thực thụ, một tiền bối mẫu mực và một người thủ lĩnh đứng đầu sẵn sàng hạ cái tôi của mình để nâng toàn bộ thành tích của tập thể mà anh đang cống hiến lên. Trong suốt những năm tháng, là vũ khí tấn công đáng sợ ở bất kỳ đội bóng nào anh khoác áo, Messi đã nhường cho đồng đội của mình tổng cộng 48 quả phạt đền. Nếu như ích kỷ hơn, anh đã có thêm những kỷ lục. Có những ngôi sao tiềm năng chẳng bao giờ lớn nổi vì họ đã chết chìm trong danh vọng và sự ảo tưởng và chẳng bao giờ chưa bước ra khỏi vùng an toàn. Còn Messi, cho dù anh đã thâu tóm toàn bộ những đỉnh cao trong cuộc đời của một cầu thủ, nhưng trên gương mặt dày dạn sương gió của anh, người hâm mộ chẳng bao giờ tìm thấy một nét kiêu căng nào, dù chỉ là thoáng qua. Messi luôn chiếm trọn tình cảm của tất cả bằng ánh mắt điềm đạm và một nụ cười hiền hậu. Anh hùng trọng anh hùng. Khi thời khắc chủ nhân quả bóng vàng 2023 sắp lộ diện, và gần như danh hiệu này sẽ thuộc về Messi, anh đã có những chia sẻ từ tận đáy lòng về người chiến thắng giải thưởng này vào năm ngoái, Karim Benzema. Trong bộ phim tài liệu Ballon d'Or 2022, cuộc đua hướng tới sự vĩnh cửu, được công chiếu trên L'Equipe, Messi đã đưa ra nhận định về chiến thắng của Karim Benzema. Tôi nghĩ Benzema là người chiến thắng công bằng. Anh ấy xứng đáng với điều đó vì một năm tuyệt vời và những gì anh ấy đã làm trong suốt sự nghiệp. Benzema là một cầu thủ tuyệt vời và tôi nghĩ điều quan trọng đối với anh ấy và với bóng đá là anh ấy có được sự công nhận này. Messi luôn là như vậy. Anh mang trong mình tư chất của một cầu thủ vĩ đại. Anh luôn ghi nhận sự thành công của người khác và luôn muốn thúc đẩy những đồng nghiệp của mình tiến xa hơn trong hành trình sự nghiệp. Có thể bạn đã quên, chính Karim Benzema đã có một màn trình diễn siêu hạng để bắn hạ PSG của Messi tại vòng knockout trên con đường giúp Los Blancos chinh phục chiếc cúp bạc lần thứ 14. Hơn thế nữa, Karim Benzema là huyền thoại sống của Real Madrid, đại kình địch của Barcelona, hai đội bóng với những mối hận thù không thể xóa nhòa. Nhưng với Messi, anh từ lâu đã quên đi những mâu thuẫn đó. Với Messi, những cầu thủ đều xứng đáng được trân trọng như nhau. Messi đi đến đâu, anh đều trở thành nhân tố chính mang đến thành công cho những đội bóng mình cống hiến đến đó. Thế nhưng, huyền thoại 36 tuổi luôn cho rằng những điều thần kỳ mà anh tạo nên là nhờ công sức của cả một tập thể. Trong những chia sẻ mới nhất trên Instagram để tri ân Inter Miami sau trận đấu cuối của mùa giải, Messi một lần nữa thể hiện sự khiêm nhường đáng quý của mình rằng những gì đạt được cùng Inter Miami thật đáng tự hào. Nhờ nỗ lực và sự chăm chỉ của mọi người, chúng tôi đã giành được League Cup, danh hiệu đầu tiên trong lịch sử đội bóng, vào đến chung kết US Open Cup và chiến đấu cho chiếc vé vào vòng playoff MLS đến giây phút cuối cùng. Không chỉ ở duy nhất bài đăng này, mà trong mọi lời phát biểu hay tuyên bố về thành tích đỉnh cao của tập thể, Messi luôn dùng cụm từ chúng tôi. Công bằng mà nói, điều kỳ diệu mà Inter Miami có được ở mùa giải này là do một tay Messi gây dựng nên. Thử hỏi, nếu không có sự xuất hiện của Gold, con thuyền do chủ tịch David Beckham lèo lái sẽ trôi dạt về đâu? Thế nhưng Messi chưa một lần nào tự đề cao những giá trị mà bản thân mang lại cho màu áo hồng. Anh đơn giản chỉ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc còn được bước ra sân và mang đến niềm vui cho các cổ động viên trên khắp thế giới. 3 tháng là quãng thời gian quá ngắn để thay đổi một câu lạc bộ, nhưng Messi đã kịp viết nên một câu chuyện sử thi về Inter Miami. Số 10 huyền thoại đã ghi được tới 10 bàn thắng trong chiến dịch vô địch League Cup. Thậm chí anh còn dẫn dắt đội bóng này vào chung kết US Open Cup sau chiến thắng trong loạt luân lưu trước Cincinnati. Trong 14 trận đã chơi cho đội bóng mới, Messi có 11 bàn thắng và 3 kiến tạo. Messi chơi cho Inter Miami từ hôm 21 tháng 7 sau khi gia nhập đội bóng này theo dạng tự do. Trước đó, Messi đã đáo hạn hợp đồng với PSG. Không lâu sau khi chuyển đến, Messi cùng với đội bóng chinh phục League Cup, giải đấu hỗn hợp giữa các câu lạc bộ thuộc MLS và giải vô địch Mexico. Đó là danh hiệu đầu tiên của đội bóng bang Florida sau 5 năm thành lập. Cá nhân Messi thì ghi 10 bàn trong hành trình đó, đồng thời giành danh hiệu vua phá lưới. Không những vậy, sự xuất hiện của Messi tại Mỹ đã biến năm 2023 trở thành một năm có lượng người tham dự các trận đấu đông nhất lịch sử MLS. Bên cạnh đó, Messi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các cổ động viên, người dân thành phố Miami và những người đã ủng hộ anh từ khắp nơi trên thế giới. Messi kết lại bức tâm thư bằng những lời lẽ vô cùng ngọt ngào.
Chúng ta để lại những dấu ấn đẹp và khát khao tiến lên phía trước thật mạnh mẽ ở mùa giải tới. Cảm ơn tất cả các thành viên của câu lạc bộ và thành phố Miami vì sự cổ vũ mà mọi người luôn dành cho chúng tôi. Tôi tin rằng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đẹp. Tất cả yêu Messi cũng vì lẽ đó. Một vĩ nhân kiệt xuất với lòng nhân ái có thể sưởi ấm những con tim lạnh giá. Cảm ơn mỗi sớm mai còn thức dậy, ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương. Đó có lẽ là tôn chỉ sống của Messi trong những năm tháng thi đấu đỉnh cao. Anh trao gửi sự yêu thương đó cho các đồng đội, những người đàn em luôn hết mực vì anh. Thậm chí Messi còn làm những điều hiếm thấy. Nhập gia tùy tục, tiền vệ người Cộng hòa Dominica Edinson Ascona đã tiết lộ rằng Messi đã hát mua vui cho các cầu thủ Inter Miami ở chuyến đi đầu tiên với toàn đội. Đó là bữa tối thân mật khi các cầu thủ chơi tại MLS Paso được chứng kiến một Messi vĩ đại lại gần gũi và giản dị đến như vậy. Ascona nhớ lại. Messi đã đứng lên và hát trong buổi tối đó cho chúng tôi cùng nghe, và chúng tôi cũng hát theo trong chuyến đi đầu tiên của anh ấy cùng với cả đội. DeAndre Yedlin và Victor Ulloa chịu trách nhiệm động viên anh ấy. Họ nói rằng Messi, Busquets và Alba phải hát và vui đùa. Đầu tiên Alba hát, Busquets cũng đứng dậy và Messi là người hát cuối cùng. Messi hết lòng vì các cầu thủ tại Inter Miami, cả trong lẫn ngoài sân. Vẻ bình dị của một nhân cách vĩ đại đã khiến đồng đội của Messi phải yếu lòng. Họ nguyện một lòng chiến đấu vì Messi, như những gì mà các thành viên đội tuyển Argentina vẫn làm. Thủ môn Emiliano Martinez từng tuyên bố, tôi sẵn sàng chết vì Messi. Rodrigo De Paul nói rằng, phải ra chiến trường vì Messi thì anh cũng không từ chối. Với nhiều cầu thủ Inter Miami, được chia sẻ phòng thay đồ với Messi là điều ngoài sức tưởng tượng với họ. Tại đội bóng này, đã hình thành một quy tắc ngầm, đó là luật Messi. Có nghĩa là trong các buổi tập, họ sẽ cố gắng hạn chế những pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết để giữ cho chân của Messi lúc nào cũng không bị thương. Ascona tiếp tục chia sẻ. Mọi người đều thống nhất với nhau rằng sẽ tránh là Messi bị đau. Khi những cầu thủ cố gắng phòng thủ thì chúng tôi cũng sẽ e dè và cẩn thận hơn một chút. Inter Miami không để Messi tham gia vào các trận đấu tập đối kháng. Chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ anh ấy và phải thật thận trọng. Nhưng chẳng ai phàn nàn về điều đó cả, vì tất cả đều tình nguyện mà. Trước đây tại Barcelona, nơi mà Messi trở thành huyền thoại với 672 bàn thắng, anh đã tạo nên một trong những chương vĩ đại nhất của lịch sử tốc cầu, vốn cũng áp dụng điều luật tương tự. Điều này đã được trung vệ Jean-Claude Thibault, người từng khoác áo Barcelona và hiện đang chơi cho Nice, chia sẻ trên tờ Bill. Tất cả chúng tôi đều biết Messi không thể bị chấn thương. Anh ấy đã được bảo vệ rất cẩn trọng trong quá trình tập luyện. Tôi đã học được rất nhiều điều từ Messi. Tuy nhiên, tôi cẩn thận để không làm anh ấy bị thương. Có một khoảnh khắc ấn tượng nữa của Messi cho thấy anh chưa bao giờ đặt mình cao hơn các đồng đội. Vào ngày 27 tháng 9 năm 2021, trong trận đấu với Manchester City tại Champions League, được xem là một huyền thoại bóng đá. Nhưng khoảnh khắc Messi nằm xuống làm hàng rào của PSG để chống lại tình huống sút phạt trước vòng cấm của Man City cũng đã gây nhiều tranh cãi. Rio Ferdinand bình luận trên PT Sport. Nếu Pochettino có yêu cầu anh ấy làm điều này tại sân tập, phải có ai đó ngăn cản và nói, không không, không không, điều này không nên để Messi làm. Họ không thể để Messi làm vậy. Đó là sự thiếu tôn trọng. Tôi sẽ không cho phép điều đó. Nếu tôi là cầu thủ của PSG trong tình huống đó, tôi sẽ nói, không, anh đứng lên đi, tôi sẽ nằm xuống thay cho anh. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh này. Anh ấy không nên làm bẩn bộ áo đấu của mình. Đó không phải là những gì Messi phải làm. Tình huống sự này hiếm này đã thể hiện một con người thật gần gũi của Messi. Anh sẵn sàng làm tất cả, hy sinh vì đội bóng. Nhưng nó cũng cho thấy, khác xa với những câu lạc bộ khác, PSG quá thực là nơi Messi không được tôn trọng và là quãng thời gian đáng quên trong sự nghiệp của anh. Messi là như vậy, cầu thủ lớn, nhân cách lớn. Chúng ta đã chứng kiến Messi ở Miami, một Messi khiêm nhường. Anh tự đi ra ngoài ăn tối, đi siêu thị cùng với cả gia đình. Messi đang ở trong giai đoạn cuối của sự nghiệp và anh đã đưa ra quyết định đến Mỹ, đến Inter Miami để giành lấy những chiến thắng. Messi không hề đến đây để đi nghỉ lễ. Nhà vô địch thế giới chắc chắn đã truyền cảm hứng thật mạnh mẽ cho thế hệ cầu thủ bóng đá tiếp theo của đất nước này. Và đằng sau chiếc cúp vàng World Cup của người Argentina, những kỳ tích với Miami hay những kỷ lục cá nhân, thì Messi cho thấy sự vĩ đại không chỉ đến từ tài năng xuất chúng, mà nó còn đến từ nhân cách, từ nội tại của anh để phá vỡ mọi giới hạn và cảm xúc cho bóng đá. Cảm ơn anh, một nhân cách có lẽ khó có thể bắt gặp lần thứ hai. Messi.